Ủa vậy kèo này tối nay tôi tính ra tối nay đánh hay ấy chứ. Khá bên này bóp nhiều nha. Ủa, cấp 42 luôn kìa. Anh qua 689 722 xem idol 35 BQ. Ok. À, thằng 47 nạp ác nha. Ồ, má nạp quà cấp 42 luôn kìa. Bọt không? Canh kỳ. À, má hàng gì thấy quen quen. Bọt canh kỳ nè. Ồ, má quà này ông nào mà chơi trong này hết trường vàng chắc cũng lú người luôn. Mấy ông mà mấy ông nào mà chơi trong này chắc hết trường vàng mẹ hư hết não rồi. Má quà 42 này nạp ác kinh khủng. Nạp không khác gì mà thằng 1860 hồi xưa luôn ấy. Con này nạp ác thật. Hay là Lan Phụng mà cũng què 37 nè. Lan 2 nè. 689. Sao lại có những anh em rơi vào được những cái cục hit rương khiếp thế nhỉ? Tròn quà có đấy rồi rương vàng khét. Clubman. À ông này bữa xem rồi nè. Ông này bữa xem rồi nè. Để mẹ nhìn coupon khét thật. Để nhìn coupon tái người luôn. Mở đều năm là 60 rương vàng. Ác nha. Ê ghê thiệt. Không nhìn 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 quà cờ lan là nhìn quà cờ lan là biết rồi. Biết nạp ác cỡ nào. Nhưng mà càng 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 về sau này thì boss nó nạp càng ít. Là bởi vì lúc đấy là ghia ghét rồi nó cũng full hết rồi. Chỉ mới nạp mỗi vô KVK mới nạp mua pha lê thôi chứ còn ghia ghét rồi hầu hết boss mà bự 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 giờ ghia full hoặc gần full hết rồi. Nên bây giờ lượng nạp nó chứng lại thấp hơn một trước. Cho mấy clan này cái giai đoạn một khoảng 2 năm ấy. Một năm rưỡi đến 2 năm nó nạp mẹ ác. Nên boss nó đang nuôi lính, nuôi quân, nuôi tướng các thứ nó nạp mẹ ác nữa. Chứ bây giờ thì chứng lại nhiều, giờ boss mà hầu hết là boss bự 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 rồi. Trên 10 BQ là hầu hết là gear ghét nó full hoặc là gần full hết rồi. Để mua rương vàng ít lắm. QT5. Á trời, 1.4 tỷ. Á, cái số lẻ của nó là anh em mình phải đánh chắc phải chục năm nữa mới được cái số lẻ của nó. 462 triệu QT5. Hơn chục năm chứ. Chơi game tính ra 4 năm rồi mới có 90M QT5. 100m đi, cho 100m đi. Nhân 5 lần lên nữa. 20 năm nữa. À trời. F2B phải chơi 20 năm mới được số lẻ của con boss này. Kinh 1647 canh kỳ chết 160m lính. Nhìn khoái VCL bên tôi toàn ăn rương gỗ với đá lú luôn. Đâu à canh kỳ ở bên chỗ nào rồi nhỉ? Rồi mấy ta? Hình như 12 Pro Max ở sau Á Anh. À, hàng xóm người ta mua xong mình xin cái vỏ, thấy cái vỏ đẹp quá xin về để cho nó đẹp. Khè anh em xem live chơi.
Nó có đổi tên không? Đây á hả? À đây rồi. À đổi tên rồi, cái tên hồi trước nó chỉ để mỗi chữ kanji thôi. Đổi tên này tìm hoài không thấy. À đẹp ghê hả? Thì 4, 3 năm rồi. 3 năm chơi game farm 1 tỷ 7 red. À, 3 năm chơi game farm 1 tỷ 7 red. Đủ quá pháo. Trời ơi, đu thiên đỉnh kìa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái nhà. Cái nọ với cái mũ à. Ghê thiệt. À cùng nó bắn phát nào là xỉu phát đấy. Còn 12 Bromat là ổng cho hết các chị hàng xóm láng giềng đâu, các chị mua mua xong các chị cho cái hộp ấy. Cái mũ cung đẹp hà. Mũ cung đó mình thấy ít người có talent lắm. Cái nỏ này thấy nhiều nhưng mà cái mũ thì ít thấy.